Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái ví dụ thực tế để có thể sử dụng chức năng Import Another Script hiệu quả. Các bạn hãy mua bản quyền chính hãng của phần mềm AMK để sử dụng toàn bộ chức năng nâng cao của phần mềm và tránh khỏi những nguy hiểm tiềm tàng từ phần mềm. Liệu phần mềm crack? Chi tiết truy cập tại amk.pro. Giả sử mình muốn làm một cái chương trình có giao diện thì nó sẽ có một chức năng đơn giản, đó là có hai nút bấm, một nút đọc file và một nút lưu file. Thì mình cần tạo một cái file mới, đặt tên nó là tạo giao diện. File này sẽ có tác dụng là chỉ có tác dụng là tạo cơ sở thôi. Tạo giao diện. Đây, cứ để entry trước nhé. Rồi. Sẽ chọn tạo cơ giao diện cơ sở. Đây sẽ chỉ có một nút bấm là nút đọc file. Button đọc file. Cái này là lưu file. Mình đặt tên biến là button lưu file. Thì sẽ có một cái dòng ô để nhập nội dung file. Edit file. Đó. Rồi, mình đặt như này. Mình chạy thử trước nhé. Được rồi. Thì mình sẽ xóa cái tên entry này đi. Sửa nó thành tên function là tạo cửa sổ. Đoạn này mình sẽ cắt. Lưu lại. Rồi. Mình sẽ tạo một cái file mới. Gọi cái file tạo giao diện. Rồi. Ở đây mình sẽ gọi đến cái function tạo cửa sổ. Nó sẽ trả về một cái win. Rồi lúc này mình mới gọi cái hàm chạy cửa sổ này. Mình sẽ lưu file này lại. Đặt là entry. Ở cái function tạo giao diện này mình cần sửa lại một chút. Đây. Cái này cần phải return ra cái win này. Rồi, mình chạy thử nhé. Đó. Giờ chúng ta cần xử lý sự kiện cho hai cái nút này. Thì mình sẽ quay trở lại cái file tạo giao diện. Đây. Mình sẽ gọi cái tạo sự kiện. Đây là đọc file. Xử lý sự kiện đọc file. Tiếp theo là xử lý sự kiện ghi file. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra hai file AMK, một file để xử lý cho sự kiện lưu, một cái cho sự kiện đọc file nhé. Đây. Đây, xử lý đọc file. Thì nó sẽ đọc nội dung của cái file tài khoản này. Cái xử lý đọc file này sẽ nhận vào hàm số, đó là cửa sổ. Rồi, sẽ đọc cái nội dung của file này lên bằng hàm load text file. Nội dung file. Rồi, mình đọc được nội dung file rồi thì mình sẽ hiển thị lên cái edit nội dung file bằng hàm set window text. Đây. Edit nội tên biến là edit nội dung file. Truyền vào
nội dung file, lưu file này lại. Thế là mình đã có file xử lý đọc file. Giờ mình lại làm thêm xử lý lưu file. Cũng cái này nó sẽ nhận vào là nội dung file. Nhận vào một cái tham số là nội dung file. Rồi mình gọi hàm là save text to file, lưu vào file tài khoản .txt. Text là nội dung file, Unicode đúng. Sau khi lưu thì mình sẽ đặt thông báo là lưu thành công. Đổi tên function này thành lưu file. Rồi. Tìm lại cái file tạo giao diện. Ở đây mình sẽ import hai cái script, đó là xử lý đọc file và xử lý lưu file. Rồi. Ở đây cái xử lý đọc file này là tên nó là xử lý đọc file nhé. Truyền vào win. Ok, đây. Khi bấm vào nút này mình sẽ gọi vào function xử lý đọc file. Xử lý. File này truyền vào cái biến là win. Còn cái này là mình sẽ gọi đến cái function là xử lý ghi file. Lưu file, tên nó là lưu file thôi. Đây, tên nó là lưu file. Truyền vào win. À, cái này là truyền vào nội dung file đúng không? Nội dung file thì phải lấy từ edit text. Thì mình dùng hàm là get window text. Edit nội dung file. Đây, nội dung file. Rồi, gọi lưu file. Nhầm. Phải là cái này. Lưu file truyền vào nội dung file. Cái function lưu file này mình đang để ở cái file xử lý lưu file này. Nó nhận vào là nội dung file. Rồi. Giờ mình sẽ về entry. Chạy thử nhé. Nó đang báo là function lưu file không tồn tại. Mình cần kiểm tra lại lưu file. Mình đang sai ở đâu nhỉ? Lưu file không tồn tại. Ở đây mình có lưu file rồi mà. Mình sẽ kiểm tra lại. Ok rồi. Mình hiểu rồi. Phải import script ở cái file entry. Đây. Đây, phải import script ở file entry. Ở một cái file tổng. Chứ không import lẻ được. Lại nha. Đó. Thì mình sẽ thử đọc file. View file. Nó đang bị lộn. Nó đang bị lộn. Cái nút lưu file này lại mình lại đọc file, phải đảo lại. Đây. Cả xử lý đọc file này nữa thì cũng cần phải khi mà đọc rồi thì rồi. Thế là đúng rồi. Bây giờ mình chạy lại nha. Chưa có gì. Đây mình để là he 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 đi. Rồi lại. Đó. Xong mình sửa lại. Xin chào tài AMK. Bấm lưu. Lưu thành công. Mình sẽ mở lại. Đấy. Thì mình đã làm một cái ví dụ liên quan tới chức năng import script thành công. Thì nhờ cái chức năng này thì bạn có thể chia nhỏ cái script AMK thành nhiều cửa sổ, từ đó giúp chúng ta dễ dàng phát triển và quản lý, chia nhỏ thành nhiều chức năng.
và code nhìn nó sẽ ngắn gọn hơn.